Là bán mình còn thương vùng chân á. Nè, còn thương vùng chân mớ. Giờ ọt xa át ná. Mà đa lên chỉ một đây tầng môn. Phô tay sở bài đi đi ấy. Mới còn thương mô kriêm kriêm chân. Cứ mà bị bây đây bỏ ôn nâng á. Vậy bà em là hai em lọc ơn mùi xài đọt tay nó. Ôn á, ở chân chay cái đây sẽ lành tạo em nè xài nâng ấy. Hai ôn chân ai bông vậy bà em là hai em lọc ơn á. Ta chỉ mùi ôn mà nè. Ôn, nè. Bốc lên ta sầm đai anh ta. Cứ cho sầm đai lõ mọi cái đấng. Nơi để bó sầm lãnh nha. Cứ nên là một bó đang hơi. Cứ ôn ở bánh. Tôi sẽ đạp bắt sơ lư. Cứ ôn ở bánh. Hả? Nè. Cứ ôn ở bánh cái bà khôi. Bà khôi như ngay. Chỉ không mê như đông rút. Cái ngô ngọt của cái rô rương. Còn tay có chiếc một xây tay bó sầm lãnh trên kê đai. Mình đâu xảy ra những kê. Chẳng bên đây thay mọi nâng á, mình tẹt tông xảy ra tay tiết mẹn. Nên á, phải bảo hào á. Hám chạy cái đây xảy lành. Ai nên là vi á, rưu con mình đâu xảy ra tay tiết. Hồ bói ní á, cứ chỉ cầm sức bỏ ôn. Hai hám tẹt tông xảy xảy ra khát. Mẹ. Dương được pin nhẹ nơi chỉ mùi đến khía dù người ta ấy. Ôn có đang đuôi khía. Thả bó xảy ôn bọc bần ná. Rưu mua cho bóng lên ôn. Tục nông bọc tu mọc bóng. Tập ôn chưa bóng á. Chưa xanh gặp bạn nè. Đây là ô bà ôn. Là ô phất. Ồ. To. Dương rồi nhằm bạn phải trọng tên tên nè. Chăm tên người bài bàn tình tôi hỏi. Bố đồng chung con tập tè dương. Hơi dục nè. Ở rung mình tên tập đi nè. Chà bông. Tê. Nên bà bông chỉ nhàng tè. Bà bông nâng ấy. Là ngồi ngoài đắp cột. Đắp miền ấy sang sai dương sao. Hai á cực hè. Cái này chất phép được bia mẹn. Chảnh nhé. Mà bán. Nè. Ôi sáng sai dòng mấy. Bỏ dân lạc ca dòng lọ ở chân nha. Hay na mùi. Ôn tục cái xìm đánh. Bố xông thật xa thêm đón. Cái xìm đánh khăn đá đập hỏi. Ta hình chân á. Còn lọ đây. Dân á nàng ba nơi mùi khí. Ôi chọn chân năng tiệt. Còn ta lưu cái rồi á. Tụi bà ca rạ tịch tư. Công bất tật cam khăn phê đôi cao bất tật mây nhẹ. Lúc ống nâng đảo ví. Khi mơ tới đôi chìa bất tật cam ôn khăn ngang nâng ống. Cứ mà bị ôn khăn bây nâng ấy. Ta qua bạch cách hướng nâng ấy. Khi mình là cái sáng say dơ ngay. À lỡ dân tàu ấy nhắm nó. Ôn khiến ấy. Ta nhắm ấy tiếp ạ. Em muốn chuẩn tử. Nị, bạn này tham mạch nhá. Mình bạn này tham mạch. Đôi để khơi nhá ngay. Mình bắt hết mẹ này. Bùng năng cứ chỉ bóng xoay bóng văn á. Nẹ thật phi, mình đừng ai. Bông. Chăm ôn ông mặt phê đấy nè, ôn ta dậy mà kê ta chết xong. Mà, ta dậy khi hàng luôn anh. Thank you.
យើងបានបែកគ្នាហើយបែកគ្នាហើយខេខេឯងទៅប្រាប់យើងថាអត់ដែលបានជួបមុខជាមួយនាងផងណាឬមួយក៏នាងឆាតតាម Telegram ឬក៏ទេមកសុំអញបែកហ៎អើយសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះបើជាគួរឲ្យខ្លាញ់មែនលេងសុំគ្នាបែកតាមសេវារហ័សទាន់ចិត្តចឹងហ្មងហ៎ហើយគឺពិតជាអាយសុំតោះមកពីយើងភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយរឿងឯងខ្លាំងពេកយើងបានជួបនាងកំពុងតែនៅជាមួយអ្នកផ្សេងនៅចៃដន្យហាហើយនាងក៏សំបាយយើងដល់មិនរីចហើយគ្នាក៏ដឹងពីមូលហេតុដែលនាងមិនព្រមឲ្យយើងប៉ះពាល់សំបីទៅចុងសៃសោះមិនមែននាងកំណាញ់ខ្លួនប៉ុន្តែអីដឹងអត់ថាគ្នាឃើញហើយស្ទើរតែក្អួតឈាមនាងពិតជាឈាមរជាខ្លាំងខោតតែនាងធ្វើតែរួចនាងធ្វើអីហើយឯងឃើញនាងនៅជាមួយណាគេគឺនាងលួចតាក់តងជាមួយបងថ្លៃរបស់នាងហ៎ប្តីមកព្រៀនផងវងវីហ្នឹងណាឯងមានដឹងទេថាឯងកំពុងនិយាយអីបើសិនជាមានគេដឹងរឿងហ្នឹងគាត់ជាមានរឿងធំជាមិនខានទេណាវ៉ាន់គេទៅលួចលាក់ជាមួយបងថ្លៃរបស់គេមិនអាចទៅរួចទេនាងណាស្រឡាញ់បងស្រីនាងខ្លាំងណាតែគ្នាឃើញតួមភ្នែកណាឯងគិតតែគ្នាប្រដិតរឿងមែនទេគ្នាធ្វើយ៉ាងដើម្បីអីណាវ៉ាន់នាងគឺជាសង្សាររបស់យើងគ្មានហេតុផលយើងត្រូវប្រកាសខូចនាងណាអញ្ចឹងបានន័យថាប្រុសម្នាក់នោះគឺជានឿយអីជាមួយអូអត់មានអីទេអ៊ំតោះតោះអ៊ំឃើញមិនក្តៅអ៊ំមួយមួយទៅណាឯងតែប្រាប់យើងជាការពិតមែនទេហ្នឹងហើយយើងឃើញអាវ៉ាន់ផ្ទាស់ភ្នែកតែប្រុសម្នាក់ទៀតណាយើងមើលមិនច្បាស់ទេគ្នាយករឿងនេះតាំងវាឲ្យដឹងគាត់កំពុងតែត្រូវប្តីហើយនឹងប្អូនស្រីលួចក្បត់ហើយមិនបានទេឯងកុំយករឿងនេះប្រាប់វាអីហេតុអីឯងចោលគាត់ធ្វើជាមនុស្សល្ងង់នៅពេលណាទៀតត្រឹមគ្នាជាសង្សារឈឺចាក់ប៉ុណ្ណឹងចុះទម្រាំគាត់ជាប្រពន្ធជាប្អូនស្រី
ឈឺចាប់បណ្ណាទៅរឿងហ្នឹងហើយតែយើងសុំមកឯងកុំយករឿងទៅប្រាប់គាត់បងវាគាត់ទៅតែខូចចិត្តរឿងមិត្តភក្តិគាត់ទេឥឡូវមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងទៀតចាប់ទុកថាគ្នាសុំឯងទៅចាំតបទៅវាល្អណាស់មួយយើងនឹងលាតត្រដាងការប៉ិតទាំងអស់ដល់ខ្លួនឯងហើយ ណាត់